Xin chào thầy cô và các bạn, mình tên là Phạm Thị Phương Yến. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn bài chính sử dụng PIC16F887 để truyền dữ liệu cho con LCD với nút nhấn on off. Khi nhấn nút on thì hiển thị chữ pulse 10 mili và 10 mili giây và DC bằng 0.4. Dòng thứ nhất hiển thị pulse 10 mili giây, DC bằng 0.4. Dòng thứ hai là đếm sản phẩm. Khi nhấn nút off thì ở dòng thứ nhất hiển thị dòng chữ pulse off và dòng thứ hai vẫn tiếp tục đếm sản phẩm. Thì ở đây là cái mặt mình đã vẽ, mình sử dụng con PIC. Mình sử dụng con PIC16F887 để điều khiển. Và ở đây mình sử dụng một LCD. Thì chân của LCD được kết nối với con PIC là chân VSS, chân VDD thì mình không cần phải nói nữa rồi không? Thì chân RS. Chân RS. Chân RS thì sẽ được chân RS thì sẽ được nối với RS0. Chân RW thì sẽ được nối với RS1 và chân E enable là sẽ được nối với chân RS2. Và các chân nhận dữ liệu là ở chân D4, D5, D6 và D7 thì được nối lần lượt với RD4, RD5, RD6 và RD7 để cho các bạn dễ nhận thấy. Còn ở đây là mình có sử dụng một nút nhấn nó reset với trường hợp khẩn cấp là mình muốn nó reset lại từ ban đầu khi mà con PIC và con LCD vẫn đang chạy. Thì ở đây mình có vẽ hai nút, mình có sử dụng hai nút nhấn, đó là nút nhấn on và nút nhấn off. Nút nhấn on thì sẽ được nối với trên RGB3 và nhấn nút off thì được nhấn nối với RGB4. Và mình có sử dụng một oscilloscope để hiển thị sóng khi mình, bởi vì đề bài của thầy yêu cầu là khi nhấn nút on thì chu kỳ thì cái sóng nó sẽ hang được, thì sóng sẽ được hiển thị ở trên kênh A. Thì sau đây là phần cốt mình đã viết theo yêu cầu đề của bài của thầy. Thì ở đây mình sử dụng con F16887 process là HS và sử dụng delay, mình sử dụng zoom clock là 20 m. Và vì ở đây mình sử dụng include lcd.c thư viện này nên mình sẽ khai báo define enable lcd enable pin E2 và lần lượt các chân còn lại. Và mình sử dụng hai nút nhấn, vì vậy mình sẽ define nút nhấn on là pin B3 lúc nãy mình đã ấn giới thiệu mặt và nút off ở pin B4. Rồi sau đó mình sử dụng hai biến đếm, một biến là biến đếm trừ 0 và một biến là biến tạm là 1. Biến đếm này là để đếm sản phẩm, còn biến tạm này là để sử dụng điều khiển, là điều kiện để đưa cái dữ liệu ra LCD. Thì ở đây mình sử dụng một hàm nhấn, tức là mình kiểm tra nút nhấn. Thì nếu như input on, tức là nhấn on, nhấn nút on thì trong khi nhấn nút on thì không làm gì hết, sau đó thì nó khi mình nhấn on ra thì nó mới bắt đầu tại vị trí 1 1
LCD Go-To XE này có nghĩa là tại vị trí 11 của Tron LCD, tức là hàng 1 dòng 1, cột 1, hàng 1, thì LCD Push C, tức là đưa dữ liệu dòng chữ lúc nãy mình theo yêu cầu đề của thầy ra con để hiển thị trên con LCD, đó là Pulse 10 mm và DC bằng 0.4 và biến tạo bằng 0. Còn nếu như LX và nếu như mà input off, tức là nhấn nút off, thì trong khi nhấn nút off á thì cũng không làm gì hết, khi thả nút off ra thì mới bắt đầu là tại vị trí 11 của LCD thì sẽ in ra cái dòng chữ này false off và biến tạo bằng 1. Thì cái biến tạo bằng 0 hay là biến tạo bằng 1 này tí nữa mình xuống ở phần dưới hàm dưới thì mình sẽ hiểu đây. Và tiếp theo đó thì mình sửa dụng là hai hàm, một hàm là delay 4 ms và một hàm delay 6 ms, bởi vì cái DC của mình là bằng 0.4 nên ở đây mình delay 4 ms và set timer 1 là set timer 1 là 0. Thì ở cái hàng cái dòng lệnh này có nghĩa là đặt giá trị của timer 1 ban đầu là bằng 0 và trong khi get timer 1 tức là get timer 1 ở đây có nghĩa là đặt giá trị của timer 1 nhỏ hơn 20.000, thì cái số 20.000 thì mình sẽ giải thích sau. Vì cái hàm void delay 6 ms này nó cũng tương tự giống như hàm void delay 4 ms, thì mình giải thích luôn là hàm void delay 6 ms như là cũng set timer 1 lên 0, tức là đặt ra giá trị ban đầu của timer 1 bằng giá trị 0. Và trong khi đọc giá trị của timer 1 nhỏ hơn 30.000 thì cũng không làm gì hết. Thì ở đây vì sao bây giờ mình sẽ bắt đầu giải thích cái vì sao có 20 ms và vì sao có 30, vì sao có 20.000 và 30.000 này. Thì ở đây mình đã viết ra giấy và chụp lên để cho các bạn dễ nhìn. Thì ở hàm void main này, timer 1, mình set top timer 1 lên ở đây, tức là cài đặt cái cấu hình cho timer 1 đó, là mình sử dụng xung nội internal và deep bind 1. Deep bind 1 này có nghĩa là bộ chia trước của nó là 1, cái tỷ lệ chia là 1. Thì vì sao lại có những cái này, thì sử dụng timer 1 đó, là sử dụng xung nội là 20, mình chọn là 20 ms. Thì khi chia cho 4, khi chưa đưa qua cái bộ chia trước đó, thì ở trong con pic là có bộ chia là 4 lại bằng 5 MHz. Và trước khi đưa vào bộ chia trước thì chu kỳ của máy là bằng 1/5 MHz, tức là bằng 0.2 microsecond. Thì số xung đếm được của delay 4 ms, mình đang giải thích nó làm vì sao có 20.000 ngay chỗ delay 4 ms. Thì số xung đếm được của delay 4 ms là sẽ bằng delay 40 ms chia cho 0.2 microsecond nhân với press color. Press color này có nghĩa là đây là cái hệ số của bộ chia trước, và cái con số này nó sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 2 mũ 16
2 mũ 16 ở đây á, có nghĩa là bởi vì con LCD mình sử dụng timer 1 á, là bởi vì cái timer 1 á, là nó có 16 bit. Và mình và nên vì vậy á, là cái số không đếm được của 4mg này nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 2 mũ 16. Thì suy ra breast color, tức là hệ số của bộ chia trước á, sẽ bằng lớn hơn hoặc bằng 4mg trên cho chia cho 0,2 microgiây nhân cho 2 mũ 16, thì sắp xỉ mình tính ra là sắp xỉ bằng 0,3, thì mình sẽ chọn hệ số của bộ chia trước là bằng 1. Thì khi mình thế S1 vào đây, tức là mình cho breast color bằng 1, thì cái con số này, tức là số xung đếm được của 4mg á, mình tính ra là được 20.000. Và tương tự đó thì số xung đếm được của delay 6mg cũng làm tương tự như vậy, và mình tính ra được là 30.000. Đây có nghĩa là số xung đếm được của delay 4mg là 20.000, và số xung đếm được của 6mg là 30.000, nhỏ nhất là 30.000. Và bây giờ mình vào hàng von Mann thì mình sẽ trích nó trên A và sẽ trích trên D. Đây, mình đưa mặt cho các bạn xem thì trên A và trên D sẽ là trên truyền dữ liệu. Vì vậy mình sẽ set trích lên 0. Còn LCD init này á, là cái hàm này là cái hàm đây là một cái hàm mình phải gọi đầu tiên khi mà sử dụng LCD, bởi vì đây là cái hàm hàm khởi tạo mô đun cho LCD. Để có thể sử dụng được những chức năng của LCD, mình phải gọi cái hàm này đầu tiên. Và sau đó mình output writing C0, tức là output writing C0 này có nghĩa là trên C0 là trên này, là trên sách dữ liệu ra cho Oscillocode để hiện ra sóng cho mình xem. Và setup timer 0 là T0EXT H2L, có nghĩa là high to low, và T-dip 1 tức là bộ hệ số chia trước là 1. Thì setup timer 1 thì mình đã giải thích rồi, thì đây là xung nội và bộ chia trước mình vừa tính lúc nãy, breast color làm bằng 1. Đây, hệ số chia trước bằng 1. Còn set timer 0 bên 0, tức là đặt giá trị ban đầu của timer 0 là bằng 0. LCD go to XE, tức là mình chọn cái vị trí để xuất dữ liệu chồng chữ full này là tại vị trí 1 1, tức là hộp 1, hàng 1 của LCD. Và sau đây, sau đó mình gọi hàm nhấn, tức là mình đang kiểm tra nút nhấn. Sau khi em kiểm tra nút nhấn để biết được biến tạm. Đây, biến tạm, bây giờ mình sẽ dùng biến tạm. Biến tạm này sẽ có chức năng là nếu như biến tạm bằng 0 thì mình sẽ output 2 pin C0 và delay 4, gọi hàm delay 4mg và output low pin C0. Rồi sau đó gọi hàm delay 6mg, tức là cái hàm ở cái đoạn lệnh này á, nếu như biến tạm bằng 0 thì sẽ có sóng. Biến tạm thì sẽ hiện sóng ra cái chỗ oscillocode, còn nếu như mà biến tạm bằng 1 thì output low trên pin C0.
tranh Sinopin xe không là cái tranh mà nối với Ossipnikov. Đó chỉ là điều kiện khi mà để mình biết là khi nào hiện có sóng, khi nào không có sóng hiện ra trên Ossipnikov thôi. Và khi nào biến tạm mà không thì cái hàm nhấn này, cái hàm nhấn này sẽ cho mình biết biến tạm mà không, tức là nút on được nhấn. Đây trở lại hàm vo nhấn thì biến tạm bằng không khi nút on được nhấn, còn biến tạm bằng một khi nút off được nhấn. Và rồi sau đó mình trở lại cái hàm vo nhấn thì sau đó đếm sẽ bằng get time không, tức là đếm là biến nó đếm lúc nãy mà mình đã khai báo, nó sẽ động, nó sẽ bằng giá trị của time không. Và LCD go to SA này tức là vị trí cùng một hàng hai của LCD, nó sẽ in ra cái dòng chữ đếm sản phẩm và nó sẽ đếm đếm từ một và đến đến theo cái biến đếm bằng get timer này. Thì get timer này đọc mà làm đếm đến đâu thì nó sẽ hiển thị đến số số đến đó. Thì ở đây là thầy bảo là chỉ đến đến 15. Thì cái dòng lệnh if này á sẽ giới hạn số đếm sản phẩm của mình. Tức là khi đếm đến bằng 16 thì set timer không về lại 1. Tức là quay lại vị trí ban đầu, tức là đếm từ 1 đến 15, xong sau đó có sẽ quay về lại đến về lại một và go to last. Thì cái vòng tập lặp này nó go to last đây, thì nó sau khi chạy hết những dòng lệnh này thì nó quay lại kiểm tra ngay tại vị trí last này trở xuống thôi. Thì sau đây mình sẽ chạy thử cho các bạn xem mình đã nạp code vào con pic rồi và mình nhấn ok. Thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Thì ban đầu là nút pull xuống up là hiển thị và ở cái dòng 2 thì nó vẫn đến bình thường. Khi nào mình nhấn nút on thì nó sẽ hiện nó thị dòng chữ pulse và 10 mili và DC đây không to hơn để các bạn dễ nhìn, DC bằng 0.4 và dòng đếm sản phẩm thì nó vẫn nó đếm bình thường. Khi nào mình mà muốn đếm reset lại thì mình đếm nút reset thôi. Đó. Đây. Rồi khi mình nhấn lại nút on cho các bạn thấy cái sóng. Thì khi nhấn nút on thì nó mới hiển thị sóng. Thì sóng ở đây là mình sẽ cho các bạn xem một chu kỳ. Một chu kỳ sẽ là từ đây và tới đây. Thì từ đây đến đây là sắp xỉ là 6, tức là 6 mili giây đặt T off, còn T on sẽ là từ đây đến đây là 4 mili giây đúng theo yêu cầu của thầy. Và rồi sau đó khi mình nhấn nút off, khi mình nhấn nút off thì nó sẽ cái sóng nó sẽ trở về không và hiển thị dòng mà chữ pulse off và dòng đếm sản phẩm thì vẫn đếm bình thường. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.